trong khi còn là thái tử, ngài đã bỏ nhà đi tu mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Trong 12 năm đầu tiên thì Đức Phật không có ban hành giới luật nha, Đức Phật không có ban hành giới luật. Ngài chỉ ban hành giới luật sau này thôi. Tức là những cái giới luật á, nó chỉ có tác dụng và nó chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm Đức Phật ban hành. Kể từ thời điểm Đức Phật ban hành. Còn trước đó thì bất kỳ ai làm cái chuyện đó thì đều không được tính là phạm giới. Ví dụ như có vị trước đó đó thì có rất là nhiều những cái vị tỳ kheo xuất gia mà không cần xin phép cha mẹ thì cái chuyện đó là không có phạm giới. Nhưng mà sau này đó, do vua Tịnh Phạn thỉnh cầu Đức Phật là Bạch Thế Tôn, là sau này đó khi mà ngài xuất gia thì tâm con nó giống như là chết đi, mà bây giờ thì ngài để cho La Hầu La cũng rồi ngài để cho Nanda, Nanda tức là em cùng cha khác mẹ với Bồ Tát cũng đi xuất gia, thì trái tim của nhà vua chết đi thêm một lần nữa, rồi cho đến lần này thì lại cho La Hầu La cũng đi xuất gia, thì trái tim của nhà vua lại chết đi thêm một lần nữa. Thì như vậy vua Tịnh Phạn thỉnh cầu Thế Tôn là từ giờ trở đi bất kể người nào xuất gia thì cũng phải có sự đồng ý của cha mẹ, do đó Đức Thế Tôn đã ưng thuận điều này nha. Có nghĩa là trước đó bất kỳ ai đi xuất gia thì không cần, nhưng mà kể từ khi Đức Thế Tôn nhận cái lời thỉnh cầu của vua Tịnh Phạn thì Đức vua thì cái điều luật này nó có hiệu nghiệm nha. Chúng ta phải hiểu như vậy. Rất nhiều những cái luật khác cũng vậy thôi. Ví dụ như trước đó thì Thế Tôn không có quy định, Thế Tôn không có quy định là vị tỳ kheo thì không có được đi khất thực sái giờ. Nó dẫn đến cái chuyện là có những vị đi vào ban đêm thì cũng không có sao hết. Đi khất thực vào ban đêm nó cũng không sao hết. Nhưng mà sau khi mà gặp cái rắc rối với dân làng ấy, thì Đức Thế Tôn mới đưa ra những quy định. Cho nên là những cái quy định trước đó thì không có, nhưng mà sau khi Thế Tôn đưa ra quy định thì khi đó mới có hiệu lực. Quay trở lại vấn đề, do khi mà Bồ Tát xuất gia thì khi đó chưa có đưa ra cái quy định này, cho nên là không sao hết. Còn sau này khi mà 12 năm sau Đức Thế Tôn đã ra cái quy định này thì kể từ đó trở đi thì xuất gia phải có sự đồng ý của cha mẹ.